Huyện Cái Bè, Đại hội đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ 10 năm 2021-2026, Phật giáo Tiền Giang thực hiện theo thông tư số 205 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện trực thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Tân Sửu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ 10 năm 2021-2026 tại văn phòng Ban trị sự Chùa Thiền Quang, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đại hội được sự quan lâm chứng minh và tham dự của Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội. Hòa Thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Thượng tọa Thích Thiện Sanh, chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Cái Bè, Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện đồng tham dự. Chư Tôn Đức chủ tọa đoàn có Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Nhuận Đức, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Đại Đức Thích Huệ Phát, Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè, Trưởng Ban tổ chức, Đại Đức Thích Nhật Thanh, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện, Đại Đức Thích Huệ Chơn, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè. Về phía chính quyền có bà Bùi Thị Mai, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, ông Lê Hoàng Kích, Trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh, ông Lê Văn Mạnh, Phó Trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh, bà Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Cái Bè, ông Nguyễn Văn Du, Phó Ban Dân vận huyện ủy Cái Bè, ông Phùng Thanh Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cái Bè, bà Phạm Thị Tại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Lê Văn Thuận, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Đặng Thanh Hờ, Trưởng phòng Nội vụ huyện, ông Nguyễn Văn Thấy, Phó Trưởng Công an huyện, ông Đỗ Trọng Thu, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thanh, bà Lê Thị Phi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể huyện Cái Bè và địa phương sở tại đồng tham dự. Đại hội diễn ra trong thời gian diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nên ban tổ chức đã nghiêm túc thực hiện theo sự hướng dẫn trong công văn số 106 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký ngày 8 tháng 5 năm 2021 về phòng chống dịch, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đại hội bắt đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ, đạo kỳ, dành một phút mặc niệm tri ân chư vị tiền bối hữu công. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Lưu nhấn mạnh, đại hội nhằm đánh giá những công tác Phật sự đã đạt được, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời suy cử nhân sự tham gia ban trị sự nhiệm kỳ mới để tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, làm nền tảng cho việc điều hành Phật sự tại địa phương, phục vụ cho đạo Pháp và dân tộc. Thay mặt Ban Thư ký, Ni sư Thích Nữ Như Huệ, Chánh Thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, toàn huyện Cái Bè hiện có 62 tự viện, 159 tăng ni. Trải qua 5 năm của nhiệm kỳ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ban trị sự và tăng ni Phật tử huyện Cái Bè đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, luôn gắn bó cùng với chính quyền địa phương, phấn đấu làm tròn trách nhiệm mà giáo hội giao phó. Các dịp lễ quan trọng hàng năm đều được Ban trị sự tổ chức trang nghiêm trọng thể. Công tác từ thiện xã hội được các tự viện tích cực thực hiện với tổng số tiền là hơn 36 tỷ đồng. Tại đại hội, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Ban trị sự Phật giáo huyện Cái Bè cũng nhận được bằng khen và lẵng hoa chúc mừng từ Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cái Bè. Sau khi Thượng tọa Thích Thiện Lưu cùng các thành viên Ban trị sự nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm,
Tiểu ban nhân sự trình đại hội danh sách dự kiến nhân sự ban trị sự nhiệm kỳ 10 năm 2021-2026 gồm 25 thành viên. Toàn thể đại biểu đã nhất trí thông qua danh sách nhân sự. Theo đó, Thượng tọa Thích Thiện Lưu được tái đắc cử làm trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Cái Bè nhiệm kỳ 2021-2026. Đại đức Thích Nhật Thanh đảm nhiệm phó trưởng ban thường trực ban trị sự. Tại đại hội, thay mặt ban trị sự, Thượng tọa Thích Thiện Lưu trao biển hiệu hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cái Bè 50 triệu đồng để xây nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Ông Phùng Thanh Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cái Bè tiếp nhận. Được biết, để chào mừng đại hội lần này, các tự viện trong huyện cũng đã hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình thương với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng cho bà con nghèo trong huyện. Thay mặt chính quyền phát biểu tại đại hội, bà Phạm Thị Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu Phật sự trong 5 năm qua của Ban trị sự Phật giáo huyện đã góp phần vào sự phát triển chung cho huyện nhà. Đồng thời, bà cũng gửi lời chúc mừng đến tân Ban trị sự nhiệm kỳ mới, mong rằng quý tăng ni Phật tử sẽ tiếp tục hỗ trợ phát huy tinh thần tốt đời đẹp đạo của Phật giáo. Ban đạo từ tại đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Minh thay mặt thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang chúc mừng các thành viên tân Ban trị sự và tán thán công đức của tập thể Ban trị sự Phật giáo huyện Cái Bè nhiệm kỳ 2016-2021. Hòa thượng mong rằng Ban trị sự Phật giáo nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó. Hướng dẫn tín đồ Phật tử tu tập theo chánh pháp, thực hiện theo đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức, Thượng tọa Thích Thiện Lưu phát biểu cảm tạ tri ân đến chư tôn đức lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang và quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp cùng các tập thể và cá nhân đã quan tâm, giúp đỡ, trợ duyên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè nhiệm kỳ 10 được thành công tốt đẹp.